Sau thời gian giãn cách vì những ảnh hưởng của dịch bệnh, nhu cầu thưởng thức những món ăn tại không gian mới đang trỗi dậy mạnh mẽ. Nắm bắt xu hướng đó, Capella Holdings, tập đoàn có nhiều thành tựu trong lĩnh vực F&B, cho ra mắt nhà hàng hoa Jay Ballet, viên ngọc bích giữa lòng đầu tàu kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Tọa lạc tại số 246 Đoàn Như Hài, phường 13, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, viên ngọc bích Jay Ballet nổi bật giữa lòng thành phố, sở hữu vị trí đắc địa kết nối quận nhất, quận 4, quận 5 và quận 7. Jay Ballet là điểm hẹn lý tưởng cho những bữa tiệc sang trọng và đẳng cấp. Với hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hospitality, Jay Ballet mang đến cho khách hàng một phong cách ẩm thực tinh tế trong từng món ăn đặc sắc của ẩm thực Trung Hoa. Với sức chứa cùng lúc lên đến 500 khách, Jay Ballet thích hợp cho các bữa tiệc quy mô, cả những cuộc hội họp riêng tư hay không gian lãng mạn ấm áp cho những buổi hẹn hò. Với không gian nhiều góc đẹp, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, đáp ứng nhu cầu thưởng thức mỹ vị lẫn không gian cùng dịch vụ cao cấp dành cho khách hàng. Mình thấy tại đây rất là thu hút tại vì là nó rất là lớn và màu sắc của nó là màu xanh. Thì là mình thấy là nó sẽ rất là thu hút ở những cái khu và mọi người gần đây. Vì là nhìn nó rất là ấn tượng nha. Mình nghĩ sẽ một điểm mới để thu hút những cái bạn trong giới trẻ về những để thưởng thức những cái món ăn cùng bạn bè, cùng gia đình và check-in và hội tụ cùng bạn bè ngày hôm nay ở đây. Với những món ăn chất lượng cao từ đầu bếp 5 sao Trần Như Minh, những món ăn của Jay Ballet là kết tinh của nét ẩm thực độc đáo Quảng Đông Trung Hoa. Những phòng ăn được thiết kế theo phong cách sang trọng mang hơi thở của nghệ thuật đường đại. Đây sẽ là trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc cho cả gia đình, doanh nghiệp trong năm 2022. Capella Holdings đã rất là có kinh nghiệm trong mảng F&B rồi. Đã có rất là nhiều chủ nhà hàng, chuỗi bar và mình cảm thấy đồ ăn thì luôn luôn là một cái gì đó đã luôn luôn sẽ đạt chất lượng ở những nhà hàng của Capella Holdings. Thì bên cạnh đó mình cảm thấy là cái nhà hàng này, cái vị trí nhà hàng nó là một cái địa điểm rất là tiện lợi cho mọi người đi. Cũng như là cái kiến trúc ở đây nó cũng vừa đủ sang trọng để mọi người có thể tiếp khách, để ăn uống cuối tuần và có nhiều sự lựa chọn như mình nói, có thể ngồi rất là thoải mái với tầng trệt hoặc là chọn những cái phòng riêng ở trên tầng 2, tầng 3 thì sẽ là những cái nơi rất là tiện cho mọi người tổ chức tiệc cuối năm hoặc là gặp bạn bè, gặp đối tác. Với chủ đề The Maid of Jay, truyền thuyết viên ngọc bích, Jay Ballet muốn truyền tải ý nghĩa của vẻ đẹp huyền bí, đem lại trí tuệ thông suốt và sức sống trường tồn ngay tại không gian của nhà hàng. Thông qua ẩm thực và không gian, Jay Ballet mong muốn lan tỏa may mắn cho từng thực khách qua từng dịch vụ chất lượng của mình.